Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mời các bạn xem thông tin cập nhật giá cà phê và hồ tiêu ngày hôm nay. Lâm Chí Vlog xin kính chúc quý vị ngày mới vui vẻ và một ngày làm việc hiệu quả. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.